Còn gì tuyệt vời hơn việc đắm mình trong làn nước mát mẻ giữa mùa hè? Tuy nhiên, nếu bạn không chuẩn bị một lớp giáp chắc chắn, làn da của bạn sẽ phải đối mặt với việc bị tàn phá nặng nề. Lựa chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ không chỉ giúp loại bỏ những bụi bẩn mà còn giữ được lớp dầu tự nhiên trên da. Đối với da dầu hoặc mụn, sản phẩm từ bạch trà hoặc trà xanh giúp thanh lọc làn da và xoa dịu bề mặt tiếp xúc. Nếu không tự tin lắm với mùi cơ thể, hãy để lăn khử mùi giải quyết điều này. Để bảo vệ tối đa làn da dưới ánh nắng mặt trời, bạn nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 cộng trở lên. Nếu dành cả ngày để tận hưởng cảm giác thư giãn ở hồ bơi, bạn đừng quên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ. Và bây giờ, bạn đã có thể thả mình thư giãn giữa làn nước mà không lo ngại cái nắng chói chang của mùa hè.